bạn thấy không? Đây là vấn đề mà mình phải chịu áp lực trong suốt một thời gian qua. Mình thì mới vừa sinh xong em bé thứ hai. Mình ước rằng chồng con mình hiểu được vấn đề phụ nữ sau sinh. Đó là vấn đề tóc vẫn rụng rất nhiều, và mình là một ví dụ điển hình. Mình phải nghe rất nhiều lời phàn nàn của chồng mình về việc tóc gãy rụng trong gia đình, và điều đó khiến cho tình cảm của vợ chồng mình có một khoảng cách vô hình. Và đương nhiên rồi, mình phải đi tìm cách giải quyết. Bạn bè, người thân, các chị đồng nghiệp trong công ty giới thiệu cho mình rất nhiều phương pháp, rất nhiều mẹo để chữa trị, và họ nói rằng chắc chắn sẽ khỏi. Mình mất rất nhiều thời gian, rồi cuối cùng thì tiền mất tật mang. Vô tình mình có lướt qua Facebook và thấy một quảng cáo về thuốc xịt tóc chữa ngăn ngừa tóc rụng ngay lập tức của nhãn hiệu Hesa. Lúc đó mình nghĩ rằng liệu có tin được sản phẩm này không, vì mình đã mất rất nhiều thời gian, tiền của để khắc phục vấn đề về tóc gãy rụng, và mình vẫn quyết định sử dụng sản phẩm. Wow, thật là ngạc nhiên. Sau 1-2 tuần trải nghiệm thì tóc mình không còn gãy rụng nữa. Sản phẩm Hesa rất dễ dùng, bởi vì da đầu mình là một da đầu khá là nhạy cảm và mỏng. Một lần sử dụng, các bạn chỉ cần xịt 1-2 giọt lên tay và xoa lên vùng da đầu có tác dụng 1-2 lần trong ngày, buổi sáng hoặc buổi tối. Ngoài ra có thể kết hợp với dầu ủ tóc hoặc pha với nước với tỷ lệ là 20%. Đó, rất dễ dùng phải không ạ? Và mình nghiên cứu kỹ về công dụng của nó thì mình có biết được rằng là hoạt chất được chiết xuất từ vỏ cây giáng hương từ Ấn Độ có tác dụng kháng viêm, làm trẻ hóa bầu tóc, giảm quá trình glycation và tăng cường tuần hoàn máu và bổ sung acid glucosamic cho chân tóc. Mình nhớ không nhầm thì lọ 100ml này có giá khoảng 820.000 đồng. Mình hy vọng tất cả các chị em phụ nữ đang gặp vấn đề về tóc khô sơ ở gãy rụng hãy cùng trải nghiệm sản phẩm Hesa để có một mái tóc chắc khỏe. Xin chào.